Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại xã Ca Đô thuộc huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng. Đây là một xã cách trung tâm thành phố Đà Lạt tầm khoảng 40 cây số về phía đông nam đó quý vị ha. Bây giờ là 1 giờ trưa và ngoài đường thì rất là nắng á. Cho nên mình chọn một cái quán cà phê nhỏ nhỏ ở ven đường này để ngồi và chờ khi mà ánh nắng dịu xuống thì mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi tham quan cái khu vực này. Nhiệt độ hiện tại bây giờ thì tầm khoảng 30 độ C. Thì mức nhiệt ở dưới này nó cao hơn thành phố Đà Lạt tầm khoảng 2 đến 3 độ C đó quý vị ha. Nói chung đến chiều và tối thì nó cũng mát mẻ. Sau khi ngồi uống cà phê một hồi thì mình quyết định đi thôi quý vị. Ngồi lâu quá thì nó cũng chán. Ngoài đường còn rất là nắng. Thì nói chung cái nắng gió Tây Nguyên là quý vị biết rồi. Tuy nhiên mức nhiệt nó không cao nhưng mà nắng nó khá là rát. Cái nhiệt độ của tỉnh Lâm Đồng á thì nó vẫn mát mẻ hơn những cái tỉnh thành Tây Nguyên khác. Tại vì cái độ cao của tỉnh Lâm Đồng so với mực nước biển thì nó cũng 700-800 mét. Còn riêng Đà Lạt thì trên 1.000 mét. Thì Đà Lạt là mát mẻ nhất của tỉnh Lâm Đồng rồi. Những cái huyện còn lại thì nó có mức nhiệt nó nóng hơn quý vị. Nhưng mà tính ra thì nó vẫn mát thôi, không đến nỗi phải nóng bức đâu. Hiện tại bây giờ thì mình đang chạy trên con đường liên thôn liên xã. Thì theo cái hướng này á, chúng ta sẽ đi ra quốc lộ 27 và đi về thị trấn Đà Răng. Những cái đỉnh núi đằng kia là thị trấn Đà Răng đó quý vị. Nó cũng cách vị trí này tầm khoảng 15 cây số. Còn nếu như mà chúng ta chạy hướng ngược lại á, thì sẽ đi ra ngã ba Bồng Lai và đây đi ra huyện Đức Trọng luôn á. Vị trí này thì nó cách thị trấn Thành Mỹ, trung tâm của huyện lỵ, huyện Lạc Dương tầm khoảng 5 cây số và cách Đức Trọng tầm khoảng hơn 15 cây số đó quý vị. Xíu nữa mình sẽ rẽ vào những cái con ngõ, những cái khu phố. Những cái khu phố là những cái thôn xóm đó quý vị. Thôn xóm ở trong này thì đa phần là bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Ở đây thì đồng bào dân tộc thiểu số Chu Ru họ định cư ở đây cũng rất là lâu đời rồi quý vị, bao nhiêu thế hệ rồi. Và hiện tại bây giờ người Việt cũng ở đây rất là đông, cũng ở xen kẽ với đồng bào dân tộc thiểu số luôn. Ở Ca Đô này thì ngày xưa là căn cứ địa kháng chiến của bên cách mạng á, từ thời chống Pháp cho đến chống Mỹ luôn. Và chủ yếu dân gốc ở đây là người Quảng Ngãi, Quảng Nam. Họ sinh sống ở đây cũng bao nhiêu thế hệ rồi. Và sau này nhiều người, nhiều vùng địa phương khác cũng di cư vào đây để lập nghiệp. Và họ chủ yếu ở đây là làm nông nghiệp đó quý vị. Nông nghiệp ở đây thì họ trồng la ghim, những cái mặt hàng la ghim, rau củ quả rất là nhiều. Đặc biệt là cà chua này, rồi ớt, rồi su su, khoai lang, rồi bắp ngô gì đó là họ trồng rất là nhiều ở dưới này và cung cấp cho toàn tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra còn để chuyển đến những cái vùng địa phương khác nữa. Ngoài ra thì hàng ngày mỗi buổi sáng sớm thì họ lại chở lên chợ Đà Lạt để bỏ lại cho bà con tiểu thương buôn bán. Và những cái người mà buôn bán hàng rau này này thì ở trên Đà Lạt họ có những cái chiếc xe tải đó quý vị. Thì họ xuống dưới này thu mua. Thật sự rất là lời luôn á. Xuống đây mua tận gốc và lên Đà Lạt thì bán tận ngọn. Địa hình ở dưới này thì nó cũng đồi núi không đó quý vị ha. Nhưng mà nó cũng bằng phẳng hơn là ở trên Đà Lạt đấy. Và đất đai ở dưới này thì nó còn rất là thoáng đãng và rộng lớn này. Nhà cửa thì họ cũng lác đác thôi.
Huyện Đơn Dương này là một trong những địa phương đạt chuẩn nông thôn mới sớm nhất của Việt Nam đó quý vị. Và những cái xã của huyện Đơn Dương này đều là đạt nông thôn mới rồi. Bây giờ đường xá phải nói rất là văn minh và rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ rẽ vào một cái thôn này. Các công nhân đang làm cái cổng chào của cái thôn. Và từ đầu thôn thì người ta đã trồng rất là nhiều bông đó quý vị này. Đường thì người ta đổ bê tông rất là rộng rãi và thoáng đãng rồi. Nhìn rất là văn minh luôn quý vị. Ngày xưa ở đây thì là một trong những xã vùng sâu vùng xa và có đời sống khá là nghèo. Đường xá chủ yếu đường đất không quý vị, và nhà cửa thì phải nói rất là sập sệ. Nhưng mà bây giờ bộ mặt của cái xã Cà Đô này phải nói đã thay đổi một cách ngoạn mục luôn á. Bây giờ đường xá dưới này đa số là đường được đổ bê tông và nhà cửa rất là khang trang rồi. Người ta nói là người dân ở đây có mức sống cũng khá là cao, và cũng có nhiều người là giàu luôn đó quý vị. Đây là trái tim của cái thôn này rồi quý vị. Tại vì mình thấy có một cái ngôi nhà sàn rất là lớn này. Ngôi nhà sàn này phải nói rất là to, có lẽ của già làng đấy rồi. Nơi đây là trung tâm sinh hoạt cộng đồng văn hóa gì đó của đồng bào dân tộc ở đây. Bây giờ mà tìm ra được những ngôi nhà sàn như thế này phải nói rất là hiếm luôn á. Ngày xưa thì trong những cái bản làng như thế này á, toàn bộ là nhà sàn không quý vị ha. Nhưng mà sau này đời sống nó dần hiện đại rồi, và đồng bào ở đây cũng xây lên những cái căn nhà hiện đại giống như là người Kinh đó. Và những cái căn nhà sàn còn sót lại như thế này thì có lẽ họ cũng để đó, để dành đó cho con cháu xem thôi. Và cũng coi như là những cái nét văn hóa của tổ tiên họ vẫn còn giữ gìn. Và nhà sàn này phải nói làm rất là lâu đời rồi, từ cái thời mà chắc có lẽ 3-4 thế hệ trước rồi quý vị. Và đa số là những cái cây gỗ quý đấy. Cho nên bây giờ các đại gia đến những cái vùng sâu vùng xa như thế này để săn và mua những cái xác nhà sàn này. Và nếu như mà được trả giá cao thì người ta cũng sẵn sàng bán những cái xác nhà sàn này luôn. Đây là một cái thú chơi của đại gia, và chủ yếu là để lấy gỗ quý thôi. Và căn nào còn sót lại á thì phải nói rất là hiếm và rất là quý luôn quý vị. Hy vọng rằng bà con đừng có bán đi mà nên giữ lại. Ngày xưa khi mà chúng ta đi vào những cái bản làng xa xôi của tỉnh Lâm Đồng á, thì thấy phải nói rất là sập sệ và rất là nghèo luôn á. Bà con phải nói rất là nhem nhuốc khổ cực. Nhưng mà hiện tại bây giờ quý vị có thể thấy là đường xá, điện, đường, trường trạm đầy đủ hết rồi, khá là khang trang và hiện đại rồi. Nó cũng không thua kém gì những cái vùng nông thôn khác của Việt Nam mình. Ngoài làm nông nghiệp và trồng trọt ra thì bà con ở đây cũng nuôi bò sữa đó quý vị. Tại vì ở khu vực này á cũng có một cái nông trại sữa khá là lớn, đó là công ty Đà Lạt Milk, công ty sữa của Đà Lạt đó. Và bà con nuôi bò sữa thì sẽ có công ty đến thu mua sữa và làm cho thu nhập của bà con tăng cao, cũng như là sẽ làm giàu vì cái nghề nuôi bò sữa này nữa quý vị. Nhà nào mà nuôi bò sữa ít đó thì cũng tầm khoảng 2-3 con, còn mà có điều kiện hơn thì có thể nuôi lên đến chục con, thậm chí cả hàng chục con luôn quý vị. Đất đai bất động sản ở đây thì bây giờ nó có giá khá là cao rồi, không còn cái mức rẻ mạt giống ngày xưa nữa đâu quý vị. Tại vì bây giờ điện, đường, trường trạm này
mọi thứ đều trở nên khang trang và hiện đại hơn, cũng như là điều kiện giao thông đi lại rất là thuận tiện rồi. Dân trí thì cao và đời sống người dân ngày càng giàu lên nữa. Chính vì vậy mà có rất là nhiều những cái dịch vụ cũng như là nhiều công ty họ về đây để đầu tư. Đặc biệt là có một cái công ty lớn của Nhật Bản, đó là Đà Lạt Hắc Farm. Họ đầu tư một cái vùng sản xuất nông nghiệp rất là rộng lớn ở đây và giải quyết được rất là nhiều những cái công ăn việc làm cho người dân ở đây nữa quý vị. Chính vì vậy mà người dân ở đây có nhiều người phải nói thành đại gia luôn đấy.